Các bạn, video này tôi sẽ biểu diễn cách để mà chúng ta có thể tạo một cái tài khoản mà có thể sử dụng trial 10 ngày của 5 Minute Consult, 5 phút hội chẩn. Thì đây là một cái quyển sách mà phải nói là khá là nổi tiếng luôn các bạn. Cái tên của nó là thấy hay rồi, đi hội chẩn mà tốn có 5 phút mà. Rồi, một ngày hội chẩn có bao nhiêu ca đã thấy màu luôn. Đây. Thì bạn có thể tìm cái quyển sách này trên Libsyn, bạn vô search 5 minute thôi, bạn bấm gì để cho nó sort theo cái năm mới nhất đó. Thì bạn thấy là cái 5 minute Clinical Consult Premium 2019 luôn, cái bản mới nhất đó là được xuất bản 2018 với 1.323 trang. Kích thước của nó là như đây, thì bạn hãy tải về cái này thì mình sẽ được cái file PDF. Để coi tôi có để ngoài desktop không, để ngoài desktop không, vậy là tôi bỏ vô trong cái thư mục ấy của tôi rồi đó. Thì bạn tải nó về, thì trong cái quyển sách đó thì bạn cũng phải nên coi coi sơ nó. Thì ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để bạn có thể tạo một cái tài khoản ở trên này, để bạn có thể sử dụng full tính năng của nó. Thì nó có những cái tính năng như là bệnh bệnh và những cái bệnh lý gì nè, cái hay procedure nè, những cái thủ thuật. Thứ ba là phác đồ tiếp cận algorithm and check. Thứ tư là thuốc, patient exercise, patient handouts and lab test. Hoặc giả là bạn có thể đăng nhập trực tiếp ở trên cái ứng dụng 5 Minute Consult ở trên Android hoặc iOS luôn. Thì các bạn thấy BMJ Best Practice các bạn cũng có phiên bản của iOS và phiên bản của Android, và bạn có thể sử dụng cái chiêu hack đó của mình đó để mình có thể mình xài cả hai phần mềm này trên cái điện thoại của mình luôn. Rồi thì cái đằng này tôi sẽ không nói phần mềm trên điện thoại ha, tôi sẽ nói làm sao bạn để tạo được một cái tài khoản để bạn sử dụng được khoảng 10 ngày miễn phí. Bây giờ tôi sẽ Control Shift N để tôi mở một cái tab ẩn danh của tôi và tôi vô cái trang 5 Minute Consult này. Rồi sau đó đó thì tôi sẽ các bạn thấy là sau đó tôi sẽ đi xuống dưới này, tôi sẽ begin 10 days free trial đây, bạn bấm vô đây bắt đầu 10 ngày cái trong căn chủ của nó luôn, kéo xuống thì đó, thì mình không có subscription, mình đây mình try now các bạn, mình thử ngay 10 ngày để mình xài thử coi sao. Rồi sau đó đó ở cái phần email á, thì cái email này phải là email giả và bạn có thể xác nhận được, email có thể xác nhận được nếu bạn sử dụng cái Gmail của chính bạn luôn đó, của chính chính bạn luôn đó. Thì mình cũng có cách, mình cũng có cách, nhưng mà thôi thôi để cho bạn sử dụng Gmail của chính bạn đi, để chỉ cách để bạn sử dụng Gmail của chính bạn để bạn check trong cái Gmail luôn. Thì mình có những cái chiêu, nhiều chiêu hack lắm. Ở đây tôi chỉ bạn một cái chiêu hack Gmail, một Gmail mà bạn có thể clone ra rất là nhiều. Ví dụ cái Gmail của tôi á, là drquochoai@gmail.com hen, cái này là Gmail gốc của tôi. Nhưng mà muốn clone clone nó, tức là mình tạo những cái Gmail ảo á, thì mình sẽ bấm vô dấu cộng một, hy vọng ha, cộng một. Thì tất cả những cái ký tự đằng sau dấu cộng một này Google sẽ bỏ qua, và cái email này sẽ được hiểu là email của Dr. Quốc Hoài @gmail.com. Tất cả những email mà gửi tới cái email cộng một nè, những cái email có cái cộng một này đều được chuyển về Dr. Quốc Hoài @gmail.com hết. Tức là sau cái dấu cộng này thì mình đưa số một lên trên, thứ nhất là ngắn nhất, thứ hai á, là dễ nhớ nhất. Khi mình tạo lần hai thì mình là Dr. Quốc Hoài cộng hai. Vâng, bạn có thể cộng bất kỳ gì như tôi nói á, bạn có thể cộng bất kỳ cái thứ gì dưới này, nhưng mà đừng đừng có, đây là có dấu là lỗi hay có dấu cách là lỗi ha. Bạn có thể bất kỳ cái gì ở đây đó, đằng sau này là gì cũng được, Google sẽ bỏ qua nó và nó hiểu đây là Gmail drquochoai@gmail.com. Ta xóa ha, tôi sẽ làm cộng một, thì bạn có thể lấy cái Gmail của bạn cũng được. Rồi bạn sẽ continue nha, continue, hy vọng là nó sẽ không bắt lỗi mình. Một số trang web nó bắt lỗi cái hack đó, chúng ta sẽ agree nó, chúng ta sẽ tiếp tục hen. Chúng ta check vô đây, chúng ta continue. Thì quan trọng là bạn phải bấm vô trong này nè, bấm vô cái thằng autofill này nè, để bạn generate autofill rule.
để cho từng cái trang á, từng cái trang các bạn phải bấm vô trong này, tích vô trong này trước rồi bấm vô trong này, thì tự động khi mà lần sau mình tải về á, mình sử dụng nó đó, thì nó sẽ tự động tích cho mình khỏi cần mất công mình tích nó gì đâu đó. Đó, tự động nó tự động ấy hết luôn. Những cái đằng này là cái quy luật auto-rule của tôi nè, nó có 8 cái trường nè, 8 cái input nè, 8 trường mà nó đã điền sẵn cho tôi, thì tôi chỉ điền những cái mục mà require, những cái mục mà nó bắt buộc thôi, còn những mục không bắt buộc thì tôi sẽ không điền. Mật khẩu của tôi cũng mặc định ở trong này luôn, tôi điền hết luôn đó. Thằng này nó tự động lưu hết, mặc định hết. À, những cái thằng nào không require thì tôi không điền đó. Rồi sau đó mình save and continue nè. Đây à, tôi sử dụng email này nha, các bạn sẽ thấy save and continue. Ok rồi, cảm ơn bạn, bạn đã yêu cầu 10 ngày. À, bạn sẽ nhận được một cái email xác nhận. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ quay về cái Gmail của tôi mở Gmail của tôi. Nói chung là tôi có nhiều chiêu đó các bạn, tôi có rất là nhiều chiêu các bạn. Đây, nó sẽ gửi cái mail kích hoạt về các bạn. Nó gửi mail kích hoạt về cái đây. Này không phải là cái mail DR ở ngoài của tôi. DR ở ngoài tôi là này nè, nhưng mà tôi á, là BS ở ngoài. Tôi là BS ở ngoài, nhưng mà tất cả những cái mail của DR ở ngoài này nó sẽ chuyển về cái mail của BS ở ngoài. À, không biết các bạn hiểu không? Tức là bất kể thằng nào mà nó gửi tới DR ở ngoài là nó sẽ tự động forward qua BS ngoài new đó. Đó là cài đặt trong Gmail thôi. Thì bạn thấy để ý ha, cái thằng này là file minute cancel nè, email từ file minute cancel đến DR ngoài cộng 1. Nhưng thực sự ra Google nó hiểu, bỏ thằng cộng 1 này, nó hiểu đây là của DR quốc ngoài. À, như vậy là file minute cancel này có thể hack được Gmail, có thể hack được Gmail. Lần sau bạn tạo thì bạn cộng 2, rồi sau đó bạn click here to activate. Nhưng mà thực sự ở đây thì mình không có click hen, mình không có click, tại vì cái trình này của tôi là cái trình đã đăng nhập rồi. À, tôi qua bên này nè, hồi nãy tôi copy link address này các bạn, tôi copy link address, tôi sẽ quay qua bên này, tôi paste and go. À, rồi kích hoạt xong. À, kích hoạt xong, bạn đã kích hoạt thành công phiên bản retrial của bạn. Rồi, go to 5 minute consult. Ok, đây nó có nguyên cái đám này luôn nè. À, thì bạn sẽ sign in hen, sign in DR quốc ngoài cộng một, cái mới mới tạo của mình đó, cộng một à, cộng gmail.com, password của tôi. Ok. À, khi mà tôi đặt tên á thì tôi thường á thì tôi sẽ ví dụ như cộng một thì tôi sẽ để là Hoài một, Trần Quốc Hoài một. Tôi nhớ là à, cái nick này là của Hoài một, lần lần sau tôi nhớ để tôi cộng 2 cộng 3 gì đó bạn. Đó thì mình sẽ vô được trong này, mình sẽ xài được tất cả mọi thứ. Ví dụ như tôi vào cái mục tôi thích nhất là algorithm, tôi thích nhất là algorithm. À, đó thì mình sẽ có đây rất là nhiều thứ ở đây các bạn. À, ví dụ như đau ngực mạn, đau bụng mạn tính, đau bụng dưới, đau bụng trên gì nè. Đó thì nó sẽ có một cái bảng cho mình tiếp cận rất là hay các bạn, có bảng cho mình tiếp cận. À, những cái nguyên nhân phổ biến là mình đọc, sau đó mình đi đi xuống từ từ, tức là dấu cờ đỏ. Cờ đỏ là sụt cân dưới 18 tuổi, thiếu máu, sốt. Nếu mà có những cái đó, có dưới 18 tuổi hay không, nếu có đó thì coi coi có bị bạo bạo hành abuse hay không, có bị bạo bạo hành hay không. Bạo hành về 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 vật lý hả, tức là bị đánh đập hả, bạo hành tình dục, hoặc là bạo hành về emotion, đó là cảm cảm xúc đó. Ghê nhỉ, nếu có đó thì giúp đỡ của bang đó, nhờ đến sự giúp đỡ của bang, tức là hỗ trợ của bang, của tiểu bang mình. Nó trời ơi quá trời luôn nè. Đó mình sẽ đi theo đó, thì mình gặp cái tình huống nào thì mình mở lên mình coi, mình mở lên mình coi, mình có thể vô đây mình search này các bạn, mình vô đây mình search. Rồi bạn có thể vào trong disease conditions này ở đây cũng được, các bạn có thể search đó. Tôi mệt quá rồi, 1 giờ mấy rồi, 1 giờ mấy rồi đó, tổn thương thận cấp vân vân. Nói chung á, là rất là nhiều, quan trọng là bạn phải biết cái tên để bạn search thôi. Y khoa là đủ thứ, làm sao mình nhớ tất cả, quan trọng là mình nhớ cái từ khóa để mình đi đi tìm kiếm đó thôi. Đó thì mình đó, mình có những cái đó.
Vậy thôi ha. Procedure, trong cái procedure này thì bạn có thể chọc dịch mà màng bụng. Nhưng mà này nó không có cái video các bạn ơi, nó không có video, nó chỉ nói thôi, thì nói thì ai mà nói chả được đúng không? Video hình hướng dẫn, quan trọng là mình phải có thời gian để mình đọc hết tất cả. Ví dụ mình làm cái thủ thuật này, mình cũng phải đọc cái quyển, đọc cái này, đọc cái quyển sách khác, đọc tùm lum tà la, đọc nhiều mới có kinh nghiệm, mình dám mình nhảy vô mình làm, chọc vô cái bụng mình lủng vô cái ruột cái là chắc đi mổ thì chết người ta đó. Thì đây thì tôi đã hướng dẫn cho bạn cách để sử dụng Gmail, hack Gmail hen, hack Gmail để mà mình tạo cái này. Cứ 10 ngày sau thì nó báo là mình hết hết hạn trial thì mình phải tạo cái khác, thì mình cộng hai lên đây ở ngoài cộng hai cộng gmail.com cộng ba gmail.com, nó cũng vô trong này hết nè, vô cái gmail của mình hết nè. Tôi ví dụ cho bạn thêm một lần nữa ha. Cái thằng này á, tôi sử dụng trình duyệt ẩn danh, khi mà tôi tắt cái là tất cả những cái thứ đó của nó là nó sẽ ấy hết. Tôi sẽ bấm Ctrl Shift N để tôi mở lại. Thì những cái đăng nhập những thông tin lần trước của nó là nó sẽ mất hết. Sẽ vô bắt đầu 10 ngày retrial. Quan trọng là xài được cái thằng này ấy nè, 10 ngày retrial rồi ok. Thì đây á, tôi sẽ DR ngoài cộng 2 ha, DR ngoài cộng 2, cộng 2 ở đây rồi ok. Tôi continue accept cookie này đi, bấm vô trong này, tích vô nó một cái, bấm vô trong này auto generate một chiêu array qua cái hình ghế. Xuống này dấu tích vô đây, bấm vô đây auto generate, continue. Rồi những cái mục này cũng vậy, email là nó mặc định rồi, mật khẩu mình cũng phải điền vô, rồi điền hết tất cả những cái mục require này, bấm vô đây generate autofill rules, xong hết. First name này thì mình đặt lên là hai, mình đặt là DR hoài cộng 2 đó. Rồi bạn có thể muốn lưu cái này lại thì bạn bấm vô đây, bạn auto generate generate autofill rule là xong, là nó sẽ lần sau nó sẽ là cộng 2 ở đây. Tôi reload này lại hen, đó nó vẫn là cộng 2, nó không có cộng 3, này nó tự điền hết các bạn. Rồi sau đó mình save and continue thì nó sẽ gửi cái email xác nhận về cho mình là hoài 2, hoài 2. Rồi mình bắt ra đây, mình kiểm tra cái mail mình liền. Đây kích hoạt đây nè, mail mới nè, DR hoài cộng 2, to DR hoài cộng 2. Rồi sau đó mình bấm vô đây, mình sẽ nhấp chuột phải vô nó, mình sẽ chọn open in incognito window, đó là tab ẩn danh, là nó sẽ xác nhận cái thằng này của mình là xong nha. Đây là hoài cộng 2 mật khẩu của mình đây. Mình có cái thông tin là mấy cái này thì bỏ đi, dẹp đi, dẹp đi, tới ngày 19 tháng 9 là mình sẽ hết hạn cái nick này đó. Rồi đó, thì mình sẽ quay lại file minute cần sau này. Mình đăng nhập đó, đăng nhập của mình là xong nha. Rồi chào các bạn.